Hello các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Trinh Tế Sạch. Thì hôm nay Trinh chia sẻ đến các bạn một cách làm mướp trữ đông. Chúng ta làm cách này để chúng ta có thể ăn qua mùa đông. Với cái cách làm cực kỳ đơn giản, nhưng cái mướp trữ đông của Trinh sau vài tháng nhưng mướp vẫn còn xanh tươi, rất là ngon, không có bị thâm đen gì hết. Chúng ta đem ra nấu canh rất là ngon, giống như chúng y chang như mướp tươi hái ngoài vườn vậy. Xin mời các bạn cùng theo dõi video của Trinh và đừng quên tặng cho Trinh một like, một lượt đăng ký kênh và một chia sẻ ủng hộ Trinh nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì ở đây Trinh có hai trái mướp, thì hai trái mướp này Trinh hái ở ngoài vườn. Đây, hai trái mướp mà rất là ú nu ú nần luôn các bạn ơi. Nè, hai trái mướp rất là ú nu à, vậy chứ còn non lắm. Đó, rau cuống vẫn còn y xinh. Thì ở cái này Trinh hái ở ngoài vườn, ở nhà Trinh trồng mướp, vườn Trinh có rất là nhiều mướp nên là thì mùa hè thì Trinh ăn đâu có hết, bây giờ rất nhiều mà ăn đâu có hết đâu. Nên bây giờ Trinh sẽ làm và mình để ngăn đông để khi tới mùa đông đến chừng nào mà hết mướp thì mình lấy ra mình có thể mình nấu được. Đó thì cái này ngoài vườn Trinh trồng rất là organic luôn á. Nếu các bạn yêu thích kênh, yêu thích làm vườn, yêu thích trồng cây, yêu thích thu hoạch, xin mời các bạn ghé qua kênh Trinh Cuộc Sống Mỹ để xem Trinh thu hoạch mướp nè, rất là nhiều thứ, mướp, bầu bí, nói chung là tất tần tật trong khu vườn nhà, nhỏ nhỏ xinh xinh của Trinh nha. Và bây giờ thì Trinh sẽ đi gọt vỏ hai cái trái này. Mướp ăn rất là mát luôn đó các bạn. Có rau đay nữa, bỏ thêm miếng rau đay. Rồi rau đay rồi cái gì? Mồng tơi. Nấu với tôm mát mát lắm, ăn rất là ngon luôn. Đó, bây giờ Trinh sẽ gọt vỏ hết. Đây thì hai trái mướp Trinh đã rửa xong rồi. Bây giờ Trinh sẽ cắt cái cuống này đi. Đó, cắt cái cuống này. Sáng nay có người hai chồng người bạn Mexico tới nên là Trinh cũng cho họ hết vài trái. Đó, khi mà cắt cái ấy xong thì Trinh thường thì Trinh sẽ rọc cái trái mướp này làm đôi vậy nè. Rồi bắt đầu bây giờ Trinh sẽ cắt như thế này. Thì tùy các bạn nha. Tùy các bạn cắt dày mỏng thì tùy các bạn. Trinh thì thường thường Trinh nấu canh. Đó thì Trinh sẽ cắt như thế này. Như vậy thì để cái mướp cắt nó vừa như thế này, không có mỏng lắm. Tại mướp nó ra nước nhiều lắm nên là Trinh không có cắt nó mỏng quá. Đây thì Trinh cắt một trái mướp thì được một cái dĩa này, một dĩa lớn này luôn. Đó, còn đây một trái nữa thì khi mà cắt xong thì Trinh sẽ dùng cái bọc díp lóc này. Cái bọc díp lóc cái khổ khoảng tầm 30 cm. Đó, Trinh sẽ bỏ hết, cho hết toàn bộ cái mướp này. Cái này là một lần nấu nha. Khi Trinh để đông đá thì như thế này là một lần nấu. Một lần nấu cho một bữa canh nè. Nếu mà các bạn nấu ít hơn thì các bạn có thể chia làm đôi rồi mình nấu thêm rau. Thì Trinh rất là thích mướp thì một lần nấu như vậy là đủ Trinh gia đình Trinh ăn. Mướp rồi Trinh sẽ nấu thêm rau này kia nữa. Đó thì bây giờ Trinh bớt cho gài cái díp lóc này lại xong rồi mình để đây, rồi bắt đầu mình để lát nữa mình cắt xong thì Trinh sẽ để trong cái tủ lạnh nha, ngăn đá tủ lạnh. Đó, Trinh sẽ bỏ vô đây. Đó. Thì đây là cái mướp của Trinh đã để trong này được khoảng một tháng rồi. Giờ Trinh lấy ra để Trinh nấu canh cho các bạn xem nè. Nó để được một tháng rồi, bây giờ nó đông đá như thế này nè, nó vẫn còn tươi lắm nha. Thì hôm nay Trinh nấu canh mướp với tôm. Thì ở đây tôm nè, Trinh đã bầm nhuyễn ra rồi. Đó, bầm nhuyễn với lại tỏi với hành lá. Bây giờ Trinh sẽ nêm vô đây một ít gia vị. Giờ Trinh sẽ cho vô đây một tí xíu muối nè, một tí xíu bột ngọt, một tí xíu đường, một tí xíu tiêu và một muỗng canh dầu ăn. Giờ Trinh sẽ trộn lên và để đây Trinh ướp trong vòng khoảng từ 15 đến 20 phút nha, trước khi Trinh nấu. Đó, trộn lên cho nó đều. Bây giờ Trinh bắt cái nồi nước này lên, Trinh cho tầm khoảng hai chén ăn cơm nước của mình. Tại vì mướp nó ra nước, bản thân mướp nó ra nước mà bây giờ mình đông lạnh nó có đá nữa thì nó ra nước hơn. Thì như vậy thì Trinh chỉ cho hai chén nước thôi nha.
Bây giờ nước nó bắt đầu sôi lăn tăn rồi, Trinh dở dung lên nè. Trinh sẽ cho cái phần tôm, tôm thì Trinh dít như thế này, Trinh sẽ cho vào đây. Dít lớn nhỏ tùy theo các bạn nha, tùy theo sở thích lớn hay nhỏ, Trinh thích nhỏ nhỏ vậy đó. Ăn cho được nó được nhiều, nhiều người ăn. Đây là mướp Trinh đã để đông lạnh được một tháng rồi nè. Đây các bạn, thầy nhìn xem, nó vẫn còn tươi xanh nè, rất là ngon luôn nha. Đó, tươi xanh luôn. Đó, bây giờ thì Trinh để nước, bây giờ nước đang sôi lên nè. Đó, Trinh sẽ cho hết toàn bộ cái mướp này vào. Để đông đá và Trinh cho vào luôn. Đó. Trinh sẽ múc cái nước này để lên cho nó ra. Nó tan ra, nó tan đá và để lửa lớn nha. Để lửa lớn thì khi mình nấu canh rau này kia thì mình nên để lửa lớn cho rau nó giữ nguyên cái độ xanh. Đó, độ xanh của rau. Đó, nồi canh của Trinh đã bắt đầu sôi lên lại. Thì Trinh sẽ cho cái rau này vô. Cái rau này rau dền, mồng tơi với lại rau đay. Đó, mướp thì nấu chung với mấy cái rau này rất là ngon. Trinh cũng sẽ để cho nó chín, rau chín và Trinh nêm nếm lại nha. Đó, các bạn thấy không, cái mướp của Trinh nó rất là xanh, nó giữ giống như là mướp tươi luôn vậy đó, giữ nguyên cái độ xanh của mướp luôn nè, nhìn không khác gì mướp tươi luôn ha. Giờ Trinh sẽ nêm vô đây một tí xíu muối nữa, nửa muỗng cà phê muối, nửa muỗng cà phê đường, tí xíu bột ngọt, tại vì tôm á, nó có độ ngọt rồi nên là Trinh không có bỏ bột ngọt nhiều. Đây, Trinh đảo lên cho nó sôi đều lại một cái nữa nè. Wow, nó ngon lắm luôn đó cả nhà. Wow, nó ngon lắm luôn các bạn ơi nè. Thấy không? Giống y như là tươi luôn, mướp tươi luôn, không khác gì mướp tươi luôn. Bây giờ Trinh sẽ nêm vô đây hành lá nữa là xong. Trinh tắt bếp. Cái mướp của Trinh nó tươi xanh nè, giống y chang như là mướp tươi, không khác gì mướp tươi luôn. Đó, các bạn đừng có nấu khi mà làm đầy để đông đá như vậy. Như thế này thì các bạn đừng có để rã đá nha. Rã đá là nhìn cái mướp nó giống y như nó bị úng vậy. Giống y chang bị úng vậy đó. Nên là các bạn đừng có để rã đá nha. Này, vậy Trinh gấp thử lên nè. Đây, các bạn thấy không? Nó xanh, nó vẫn còn xanh, độ xanh của nó nè. Đó, rất là ngon luôn. Với cái cách để ngăn đông như thế này thì giữ được cái độ tươi của mướp, và cách nấu canh như thế này thì chúng ta ăn giống như là cái mướp tươi ngoài mình hái, vừa mới hái ngoài vườn vậy. Nó vẫn còn giòn, độ ngọt và độ tươi xanh của mướp. Video của Trinh đến đây cũng xin tạm dừng. Hẹn các bạn ở video clip tiếp theo. Các bạn ơi, đừng quên tặng cho Trinh một like, một lượt đăng ký kênh và một chia sẻ ủng hộ Trinh nha. Mến chúc các bạn có một ngày mới thật nhiều niềm vui, bình an và thật may mắn. Hãy để lại cho Trinh một bình luận góp ý nhé.